Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhé. Và ở những tập trước thì mình có ấp được một quả trứng rồng lửa nhưng lại nở ra một bé rồng cái. Và mình thì thích rồng lửa đực hơn, tại vì rồng lửa đực sẽ có một cái bộ da màu đỏ nhìn rất là ngầu luôn. Và để biến rồng lửa cái thành rồng lửa đực thì mình cần phải có gem. Và để chế tạo được gem thì mình cần phải có 2 redstone, cần phải có 2 kim cương, 2 emerald và 1 vàng. Rồi sau đó mình sẽ cho hết mấy cái số này vào trong cái bàn chế tạo. Đó, mình đã được một cái gem rồi. Giờ mình sẽ lấy cái amulet của bé rồng lửa ra bên ngoài và cho bé ấy thành rồng lửa được luôn thôi. Rồi, và cái bé rồng Terra của mình á giờ cũng đã gần lớn rồi đó. Để mình kiểm tra lại thêm một lần nữa. Đã 196 máu rồi, gần đầy máu rồi đó. Và giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành nghi thức để biến bé rồng lửa cái này thành rồng lửa được nhá. Nó có một làn da màu cam đúng không? Giờ mình sẽ cho thành màu đỏ nè. Hồ biến. Đó, thành làn da màu đỏ liền, nhìn rất là ngầu luôn. Và càng ngầu hơn nếu như sở hữu được cái giáp sắt. Và giờ mình sẽ cho cái giáp sắt cho bé ấy mặc luôn. Đây, mặc vào. Đó, và để bé ấy có thể chứa thêm đồ cho mình á thì mình cần phải có rương. Và giờ mình sẽ vào trong nhà để lấy một cái rương trước. Đó, rồi cho bé ấy giữ luôn nhá. Khi nào mà mình đi đâu á thì mình sẽ cho những đồ cần thiết cho bé ấy giữ hộ mình. Vậy mình sẽ có thêm không gian để chứa thêm những món đồ khác nữa. Đó, mình đã có được một cái rương con rồi nè. Cho bé ấy ăn nè, cho bé rồng này ăn luôn. Rồi, tạm thời là đã bao nhiêu máu rồi? 198 máu hả? Ở đây một xíu nữa cho đầy máu đi. Và giờ thì mình sẽ đi ra phía vùng biển để mình có thể lấy thêm những quả trứng rồng ấy. Trong ngày hôm nay mình sẽ ấp một con rồng tiếp theo, đó chính là con rồng xanh lai. Và một xíu nữa mình cần phải xuống Nether để có thể lấy thêm những cái đá phát sáng nữa. Và hình như chỗ này mình chưa có lấy trứng rồng nè. Để mình ra mình lấy cái quả trứng rồng moonlight này về đổi thành trứng rồng xanh lai nhá. Rồi, cho bé rồng này đáp ở phía trên. Đó, đáp xuống và mình sẽ xuống đây để lấy trứng rồng thôi. Lấy trứng rồng một cái. Và ở đây có mấy cái rương nè. Mình sẽ lấy sách gây cháy á, lấy luôn. Lấy chỉ. Còn bên đây coi. Ui đừng có bay chỗ khác nha. Bay là mình mất công dùng cánh bay về mình nữa. Coi chỗ này coi. À đây còn nè. Rồi một vàng, yên cưỡi. À có chỉ nữa, lấy chỉ luôn. Và hình như còn một cái rương nữa thì phải đúng không? À đây. Có xương, có nhãn ghi tên và chỉ xương nữa. Rồi, như đây đã đủ rồi. Và ở đây có những cái emerald nè. Khi nào rảnh mình sẽ dùng gia tài để lại đây và lấy hết nhá. Rồi, giờ thì cưỡi bé rồng lửa này về nhà thôi. Và ở đằng sau mình có những cái nàng tiên cá giả mạo ấy. Mình không muốn đánh nhau với mấy mụ ta đâu. Mấy mụ ta đánh hội đồng không à. Rồi, giờ bay về nhà thôi. Đó, ban đêm nhìn bé rồng của mình nhìn rất là ngầu luôn kìa. Mình rất là thích rồng lửa luôn á. Và mình còn một bé rồng lửa hoang dã nữa để từ từ mình sẽ cho bé lớn sau. Giờ chưa có đủ thức ăn cho bé ăn. Rồi, bé rồng này đã lớn chưa? Để kiểm tra lại thêm coi. Đó, ui, 199 máu thôi, một máu nữa. Đợi cho bé full máu thì mình sẽ cho bé vào amulet ở nha. Rồi, giờ thì ngủ một cái nha. Ngoài ra trong thời gian giữa hai tập á, mình có sử dụng cái cây Giant Hammer này để có thể đào được một ít cái căn hầm và có được rất là nhiều khoáng sản luôn. Giờ thì mình sẽ ra ngoài này và kiểm tra bé rồng Terra trước. Đó, 200 máu rồi. Sau đó mình sẽ xuống khu đào mỏ nha, để mình lấy một ít khoáng sản trước khi mà mình ấp cái quả trứng rồng xanh lai nhá. Đây, cho cái amulet này vào bên trong. Rồi, đây mình có gia tài 3 nữa, xuống dưới đào kim cương thôi. Mining nè. Đâu cái hang đâu ta? Đây, những cái chỗ có kim cương hình như là ở phía sau này thì phải. Ui, dườm bại nè. Mình rất là thích cái bộ giáp rồng Arthur luôn, tại vì rồng Arthur sẽ cho mình tốc độ ấy. Và đây, chỗ kim cương đầu tiên nè. Còn ở đằng kia có emerald và hình như phía bên đây cũng có nữa thì phải. Đây, chỗ này có emerald thôi. Rồi, mình sẽ lấy số này trước. Búp. Ồ, 4 viên, vậy. Còn chỗ này coi. Chỗ này thì được 3 viên. Thêm được 3 viên nữa. Wow, khá tốt. Và đây còn emerald nè, lấy luôn. Và cái quặng super orb này nó không có tính được gia tài ấy, khá là tiếc. Cái này mà tính được gia tài nữa, nhiều khi mình đào một quặng super orb thế là mình được cả 10 viên kim cương không chừng. Và đây, những cái quặng kim cương bình thường nè, thử gia tài coi. Được có 1 mà. Cái này coi, được 1 nữa. Ủa có gia tài mà sao ra ít kim cương vậy? Có vẻ mình không may mắn rồi. Nhưng mà không sao. Ui, dù sao mình cũng được 13 viên kim cương rồi. Giờ mình sẽ
tiêu diệt cái con Reaper này. Đó, có kim cương nằm san sát nhau như vậy nè, đào rất là hết luôn. Và mình đã chừa ra để mình có thể đập cùng các bạn. Đó, và để kiểm tra hết số này coi mình được bao nhiêu viên tổng cộng nha. Rồi, 34 viên rồi. Wow, 4 viên nữa là 38. Rồi, và 41. Yeah. Và những cái rương này á, mình đặt ở đây để chủ yếu là mình chứa đá cuội thôi. Tại vì đào mấy cái này nó rơi ra nhiều đá lắm luôn á. Rồi, đây còn kim cương nữa nè, lấy hết về. Rõ, 44, 48, 52. Rất là hết luôn. Rồi, chưa, cho tôi lấy kim cương. Rồi, và 56. Vậy, đây có sắt hả? Lấy sắt luôn. Đó, có vàng, lấy vàng. Và còn rất nhiều cái loại khoáng sản khác, nhưng mà mình chủ yếu là lấy sắt, vàng, kim cương và emerald thôi. Redstone, lily thì mình rất là ít khi lấy, tại vì nó đập ngẫu nhiên nó trúng thì mình lấy thôi, chứ thật ra mình không có muốn đào mấy cái loại khoáng sản đó đâu. Rồi, còn ở đây là còn một vài chỗ nữa nè. Đó, đằng kia, đằng này. Ui, cái này là silver, nhầm. Và đằng này nữa, tiêu diệt nè. Và khi mình đào một xíu thì phát hiện được một cái ravine. Và trong ravine này có những cái quặng emerald super kìa. Đó, một xíu mình sẽ lại đằng kia và lấy sau nhá. Rồi qua đây lấy cái chỗ emerald này trước. Tại vì cái cây hammer khổng lồ thì nó không có đào được emerald các bạn ơi, cho nên nó còn sót lại á. Để đó chắc mình sẽ lấy luôn. Và đây có thêm vàng nè. Đó, đi ngoài kiểu vậy thì thích khỏi vàng luôn á. Có kim cương nữa, lấy về. Chưa đầy 5 phút nữa mà mình đã gần có một stack kim cương rồi nè. Rất là nhanh luôn. Ở đây nữa, hy vọng là được một stack luôn nha. Rồi, vậy. Vừa đủ luôn, vừa đủ một stack kim cương luôn. Một xíu thôi á. Và đây có sắt hả? Lấy sắt về. Thì sắt bây giờ mình cũng khá là cần á. Nếu như mình không có nhiều kim cương để làm giáp kim cương cho mấy bé rồng, thì mình sẽ cho mấy bé ấy mặc tạm đồ sắt cũng được. Tại vì đồ sắt thì cũng đỡ hơn không có, đúng không? Đó, mình sẽ lấy thêm một số này. Rồi, và đây còn một ít nữa nè, lấy luôn. Silver thì bây giờ mình chưa cần chế tạo nên mình không có lấy. Khi nào cần thì mình sẽ xuống đây để khai thác sau nhá. Rồi, ghé qua bên đây để lấy thêm sắt nữa. Lấy thêm sắt nè. Lấy thêm và... Ui, chỗ này còn nữa hả? Giờ mình mới để ý luôn á. Rồi, đào ra. Cái này thì dùng hammer đào. Nó hammer đào khá là tiện, đào 3x3 luôn. Rồi, có hết cái chỗ sắt này thì mình sẽ lại cái ravine. Và đằng kia thì mình cần phải dùng cái xô nước á. Tại vì ở đây có lava rồi nè. Và cái bộ giáp lửa thì sau này mình mới để ý là khi mình bị đốt thì nó mới có hiệu ứng cơ. Chứ bình thường thì nó không có hiệu ứng đâu. Ui. Ây da, dám. Ui, rồi, dám xuống đây là xong nhá. Ở trên thì mình còn sợ chứ ha. Một đó là một là ha, là mình không có sợ đâu. Rồi, cắm đuốc lên. Đằng này là một cái hang nữa hả? Wow, khám phá cái hang này, biết đâu mình tìm thêm được kim cương á. Rồi, lấy emerald trước đi. Đó, có emerald rồi. Hy vọng có kim cương. Ủa? Hình như không có kim cương rồi. Chưa, gán đi hết. À, ở đây còn một cái ravine khác nữa. Ở đó có quặng Super Emerald kìa. Reaper. Ủa, chỗ này khó gặp kim cương vậy ta? Thường mấy chỗ này rất là thích hợp để xuất hiện kim cương luôn á. Nhưng mà chỉ có Emerald thôi. Thôi kệ, Emerald nhiều thì mình cũng có thể làm được những cái bộ giáp Emerald ấy. Đây, đó, cái giáp Emerald nè. Rất là rẻ luôn. Ui, kim cương. Đó, phải vậy chứ, phải có kim cương mang về chứ. Rồi là kia lấy thêm kim cương thôi. Có thêm vàng nè. Ở đây còn vàng nữa hả? Dùng cái cây xà hammer đập luôn cho nó nhanh nhá. Đây, đào một phát một. Úp, nó mất hết luôn. Đào thêm cái này nữa. Ui, gặp thêm vàng nữa nè. Gặp nguyên một mỏ vàng luôn rồi. Giàu to. Rồi qua đây kiểm tra lại. À, kim cương hả? Mình sẽ dùng gia tài đập ra. Vậy, được thêm 4 viên. Hai viên nữa. Đó, gia tài là phải vậy. Vậy cứ đúp ra như vậy thôi là mình vui rồi. Rồi, và sau số này thì mình đã có thêm 18 viên nữa. Quá trời kim cương luôn rồi. Và trên đây còn cái quặng super vàng nè. Mình sẽ dùng cây hammer này để lấy nhá, cho nó tiện, khỏi cần phải trèo lên trên. Đó, rớt xuống mình chỉ cần nhặt thôi. Và đây có than, mình sẽ lấy thêm luôn, để một hồi mình còn làm đuốc. Và chỗ này hình như là hết rồi.
Hình như chỗ này đã hết rồi đó, nhưng mà mình phải đi hết cái chỗ ravine này trước cái đã. Biết đâu cuối đường này lại có thêm kim cương thì sao? À có vàng nè. Wow, cũng tốt, cũng tốt. Rồi. Ô, vàng nữa. Quá trời quặng super luôn. Và có sắt, mà hơi cao thôi. Giờ thì quay về nhà thôi. Mình sẽ về cái nhà một cái. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống khu vực Nether để mình có thể lấy thêm những cái đá phát sáng. Tại vì mình cần thêm đá phát sáng để có thể làm cho cái quả trứng rồng Moonlight này thành quả trứng rồng Sunlight. Rồi. Và mình có cánh, mình sẽ sử dụng cánh để bay cho nó dễ nha. Đây 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 đây, kế bên luôn nè. Mình sẽ đậu đâu ta? Đây, mình cần khoảng 9 khối á. Mình có gia tài nên chắc đập một lần nó sẽ rơi ra 4 đúng không? Ui, dù có gia tài 3 nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn không rơi ra 4 cái bột đá phát sáng cho mình. Ui, vậy thì khó rồi. Ây da da da. Ui, suýt nữa rớt xuống dưới. Rồi, lấy hết về. Cố lên, khoảng một stack mấy á, thì mình mới có đủ để chế tạo được 9 cái khối đá phát sáng như vậy. Đó, lấy hết về. Lấy hết. Và một cái này là cuối cùng. Rồi, đáp xuống. Và cẩn thận nha, không nên đánh mấy anh Zombie Pigman đâu. Đánh mấy ảnh rồi một hồi bị dí nữa thì khổ. Rồi, giờ mình sẽ... À, đây còn một chỗ nữa nè. Mình sẽ lấy hết chỗ này chắc đủ. Rồi, cố lên. vừa bay vừa đập thì nó đào hơi chậm á. Ôi, ôi, ôi. Rồi, ráng đậu ở đây đi. Đó, đứng dậy thì cho nó nhanh hơn. Rồi, lấy hết chỗ này là chắc mình về được rồi. Và ở đây thì mình phát hiện tòa thành hôm bữa. Và để từ từ đi, mình sẽ lại lần kia khám phá nốt cái tòa thành sau. Chủ yếu là mình tìm những cái anh xương đen à. Tại vì những anh xương đen á sẽ cho mình tỷ lệ nhặt được cái đầu Wither. Đó, với cái đầu đó thì mình có thể triệu hồi được cái con Wither Boss ấy. Rồi khi đó mình sẽ đánh nó và lấy cái sao Nether chế tạo những món đồ VIP hơn. Rồi, mình đã trở về nhà rồi. Giờ mình sẽ nén mấy cái này lại thành khói hết nha. Đó, 12 rồi. Và mấy cái số dư còn lại thì mình sẽ để dành. Khi nào cần thì dùng tiếp thôi. Rồi, và khu vực ấp trứng rồng này thì mình sẽ mua đặt ở đâu cho thích hợp ta. Hôm bữa mình ấp trước nhà rồi, hôm nay chắc ấp tiếp ở trước nhà đi, để mình dễ quan sát á. Sẵn đây có bé sói nè, cho bé sói canh chừng giúp mình luôn. Rồi, mình sẽ đào xuống dưới 9 ô trước cái đã. Và cái xẻng hình như mình vứt ở đâu rồi ta. Đây, xẻng đây. Đào qua 9 ô nha. Rồi sau đó mình sẽ lấy thêm hàng rào để rào lại. Tại vì rồng sau khi nở sẽ rất là nghịch luôn. Chạy lung tung tung mình lại bị lạc. Mình tìm không được thì khổ. Rồi ốp hết vào. Cho quả trứng rồng Moonlight vào sữa. Và úp. Đó, đang phát ra những cái luồng khói màu cam cam kìa. Đợi khi nào bé rồng này chuyển thành rồng Sunlight á, thì mình sẽ đi chỗ khác nha. Tại vì giờ thì mình cần phải ở gần thôi. Để coi nào. Mình sẽ cắt bớt mấy cái đá cái đã. Giờ quá trời chật rồi. Và cái lò nung của mình bây giờ đang nung những cái sắt nè. Mình sẽ cho thêm vào cái quặng sắt, quặng vàng. Và để coi cái lò nung Emerald nâng cấp sao nhá. Ô, lò nung Emerald thì từ sắt lên hả? Không biết cái lò nung Emerald này có xịn hơn cái lò nung kim cương không ta? Chắc bây giờ mình sẽ chế tạo thử luôn đi. Và giờ thì mình có rất là nhiều kim cương rồi. Được 2 stack với 30 cái viên kim cương. Và Emerald cũng có được 1 stack máy. Khá là tốt. Với số kim cương này chắc mình sẽ chế tạo được một cái áo giáp cho bé rồng của mình. Tại vì bé rồng hoang dã của mình vẫn chưa có áo để mặc nữa. Và giờ thì mình sẽ lấy một cái lò nung trước. Đây, mình sẽ làm một cái lò nung nè. Sau đó nâng cấp nó lên lò nung bằng sắt. Lấy sắt ra. Rồi nâng cấp lên một cái nha. Sắt ở xung quanh. Kế tiếp mình sẽ sử dụng cái số hắc diệm thạch hôm bữa. Coi không biết còn đủ không nữa. Mình sợ thiếu á. Ui, hình như thiếu rồi. Ô, thiếu rồi. Vậy là mình cần phải đào thêm nữa. Không sao, kệ, tạm thời cho nó ở lò nung sắt đi. Khi nào mình rảnh mình sẽ đào thêm những cái hắc diệm thạch rồi nâng cấp nó lên sau nhá. Rồi, và coi. Cái này không biết mất khoảng mấy ngày để cho rồng Moonlight chuyển thành rồng Sunlight nữa ta. Chắc cũng mất một khoảng thời gian á. Ôi, giờ chắc mình sẽ ngủ đi. Tại vì nếu có mặt trăng thì rồng Moonlight sẽ không có chuyển được đâu. Cứ ở trạng thái là rồng Moonlight hoài à. Đó, cho nên mình sẽ đợi một xíu để cho quả trứng rồng Moonlight trở thành rồng Sunlight nhá. Rồi, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ chế tạo một cái áo giáp kim cương cho bé rồng hoang dã của mình. Đầu tiên mình cần phải chuyển ra những cái khói trước. Tại vì để chế tạo những cái áo giáp cho rồng hoang dã thì cần phải có khói cơ. Giờ mình sẽ tìm cái công thức cái áo giáp trước. Áo giáp đâu ta? Áo giáp rồng. Đây. Nó cần rất là nhiều luôn nè, cần 8 khối lận.
Nếu 8 gói thì mình sẽ làm một cái đầu đi. Cái đầu thì cũng đẹp nè. Đầu thì chỉ cần có 5 thôi. Ok, chắc giờ mình sẽ làm đầu trước đi. Giờ mình chưa có điều kiện mà. Mình đang rất là lưỡng lự luôn á. Ok, lỡ rồi, làm cái áo luôn đi. Làm liều luôn. Đó. Rồi sau đó cho bé rồng này đi ra. Đâu ta? Đây, bé rồng đang ở trong này nè. Rồi, à mà quên nữa, phải lấy cây gậy, tại vì khi mình triệu hồi ra thì phải có gậy để cho bé ấy đứng yên á. Rồi cho bé này. Đó. Mặc áo giáp vô coi. Ui, quên 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 quên, thả ra, thả ra. Rồi. Phải cầm tay không mới được. Đó, mặc áo giáp vào. Nó. Wow. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo, thật là đẹp luôn á. Vậy phải vậy chứ. Giờ nếu mình chế tạo cái nón thì sao nha? Nhưng mà mình muốn thấy cái đầu của bé rồng này vẫn là màu đỏ để cho nó đẹp ấy. Nên tạm thời chắc mình sẽ cho bé ấy chỉ sử dụng cái áo thôi. Rồi giờ thì cho bé ấy đứng ở đây một khoảng thời gian đi, chứ ở trong đây lâu. Ui ui, nè 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 nè. Thành rồng xanh lá rồi. Vậy cuối cùng cũng đã thành công. Và giờ thì mình sẽ rào lại để tránh trường hợp là bé này trưởng thành ấy rồi chạy lung tung tung mình tìm không được. Đây, rào lại hết. Chỗ này đập ra luôn. Đập ra nè. Rào lại, rào 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 lại hết. Vậy giờ thì khỏi chạy nhá, và chỗ này thì mình cần phải đập ra tránh trường hợp mấy con quái nó tràn vô thì khổ bé rồng nữa. Đó, phải trống như vậy nè. Rồi ở đây thì có bé sói canh chừng cũng khá tốt, và khi mình cưỡi bé rồng nguyên tố này á thì vẫn có thể chở thêm những con vật khác kiểu như là rồng hoặc là mấy anh dân làng luôn. Và để chở được á thì mình cần phải có cái ghế cho bé rồng cưỡi ở phía sau nữa, và cái ghế mình cần phải có công thức. Đây đây đây, công thức đây. Đó, cần da và hai cái ván gỗ thôi, rất là dễ. Và coi nào, cái da bò mình để đâu hết rồi? Ui, da bò mình vứt hết ở đâu rồi ta? À đây đây đây, da bò đây, cần 3 cái nè. Kế tiếp mình cần phải có thêm một ít cái ván gỗ, cần 3 ván gỗ thôi. Vừa đủ 3 nè. Không, à không, cần 2 thôi chứ. Đây, làm luôn. Da ở phía dưới nè, ván gỗ ở trên. Nó được một cái ghế rồi. Rồi sau đó mình sẽ cho bé rồng cưỡi ở phía trên lưng nhá. Ô chưa chưa chưa. Để mình coi coi. Cái này phải cho vào slot nào ta? Hay là mình phải đặt xuống dưới? Ồ, hình như đặt ở phía dưới á. Nè nè, được rồi nè, được rồi nè. Nó ở phía trên lưng kìa. Dây dây dây, để mình thử coi, dẫn bé sói này lại đằng kia. Rồi, bé sói đi theo anh nè. Đi 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 đi, đi theo anh, theo anh, theo anh. Theo anh, theo anh. Nó đi theo, lại đây, cho cửa rộng, cho cửa rộng nè. Cửa chưa, cửa chưa? Ui, còn đẩy được bé rồng nữa hả? Đây, nó. Ủa? Ủa đâu rồi? Ủa, vẫn chưa lên nữa hả? Ui, khá là khó đây, khá là khó đây. Tạm thời mình sẽ cho bé rồng này đi chỗ khác cái đã. Chỗ này hơi chật. Ra chỗ trống này trước đi. Đó, đậu xuống đây. Rồi, dẫn. À, bé sói lại nè. Đây, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Rồi, ngồi xuống. Đây, để mình thử đẩy vào chỗ của bé rồng coi. Hay là phải lấy cái kia xuống trước ta? Đây, 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 lấy xuống lại được rồi nè. Ui, khá là khó. Đây đây đây, được rồi đó. Rồi leo lên, leo lên. Đó 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 đó, các bạn thấy phía sau lưng mình có cái con gì nhỏ nhỏ không, màu trắng đó? Đó chính là bé sói của mình. Vậy nè, cưỡi được rồi nè. Nó vậy là cái này có thể cưỡi được rất là nhiều thứ luôn. Vậy là sau này mình phải gán tìm cho bé sói này một người bạn để ngồi cạnh bên nhá. Và giờ thì mình sẽ đi lanh quanh khu vực này thôi, để cho nó lót chân ra ấy, để quả trứng rồng của mình còn nở. Và coi coi ở đây có bé rồi, bé sói, chó sói nào còn trống không nhá. Để coi coi. Ui, chỗ này lava kìa. Ui, chỗ này có vẻ không có mấy bé sói rồi. Hồi tự nhiên hôm bữa mình gặp được đúng một bé sói ở đây luôn à. Thường thường mình gặp là phải gặp nguyên một đàn luôn, mà lần này gặp chỉ có một bé thôi. À đây 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 đây, đây còn một bé nữa nè. Và có xương luôn. Hy vọng ba khúc xương này có thể làm được. 1, 2, 3. Yay. Rồi trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cho bé này ở đây ngồi nói chuyện đi. Mình sẽ về nhà để chế tạo cái ghế cũng như là quay trở lại nhá. Ui,
Ồ, đừng nói bé ngựa tưởng đâu, bé gì không à. Rồi, rồi tâm thần ở đây nha. Vào trong nhà chế tạo cái ghế gấp thôi. Mình có một ít cái này. Để coi mình còn nhiều xương không ta cho bé. Bé rồng mình ăn cái đã, nhìn bé tội nghiệp quá. Đây, có xương nè. Làm một ít thức ăn cho bé đi. 1, 2, 3, 4. Không biết làm đủ không nữa. À, vừa đủ hai lần rồi. Sau đó ra cho bé ăn trước đi. Đó, lần nào cho ra phải cho ăn một cái để lớn lên. Dày đã lớn lên được một xíu rồi đó. Rồi vào trong nhà chế tạo cái ghế gấp thôi. Hai da bò. À không, ba da bò chứ. Và hai ván gỗ. Gỗ hình như là mình còn ở trong đây đúng không? Đây, ở trong đây còn nè. Đó, ra ván luôn. Rồi chế tạo cái ghế. Búp. Đó, có cái ghế liền. Rồi giờ thì lại đằng kia và chở bé rồng kia về thôi. À không, bé chó sói kia về thôi. Nói vậy là mình được một cặp chó sói rồi. Vậy phải vậy chứ. Ủa, ủa, ủa đâu rồi? À không không không, không phải chỗ này, đằng kia, nhầm nhầm. Đằng này mới đúng, đằng này mới đúng nè. Đúng không ta? Chứ bé chó sói mình đâu. À đây đây đây, đúng rồi đúng rồi. Đằng kia là một bé chó sói khác nữa. Wow, vậy là khu này nhiều chó sói lắm. Ôi ôi. Đây đây, ngồi xuống ngồi xuống. Rồi. Ui khó vậy, khó vậy. Đặt xuống coi. Đó, rồi sau đó đẩy bé chó sói này vào. Nó giống như cái thuyền mini vậy đó, nhưng mà cái này là cái ghế chứ không phải cái thuyền. Lấy lại coi. Ui. Mình còn ngồi lên được nữa. Ủa đâu mất tiêu rồi. Đây, lấy lại lấy lại. Không biết có vỡ không. À không không không, không bị vỡ. Rồi, nó phải ngồi như vậy nè. Rồi bé rồng này nhiệm vụ là gấp lên. Nó vậy ngồi lên này kìa. Kế tiếp là bé chó sói này. Đi lên đi lên đi lên lên. Lên chưa, lên chưa. Nó y một cặp sói ngồi sau mình kìa. Rồi quay lại sau ngồi coi. Y phải vậy chứ. Đó, mình chắc mình phải đổi cái vòng quá à, để phân biệt chứ. Nãy giờ mình không biết bé nào là bé mình thần phục đầu tiên rồi. Giờ đỡ nhầm rồi. Tiếc ghê. Thôi không sao không sao, về nhà về nha. Để không thôi quả trứng rồng lâu nở nữa. Để coi nào, quả trứng rồng có động đại gì chưa. Thông thường mất khoảng 2 đến 3 ngày á, từ khi mình ấp thì rồng mới nở cơ. Khi mình dừng lại, à khi mình dừng lại thì mấy bé sói này sẽ tự xuống. Ồ, thì ra là vậy. Tạm thời thì mình sẽ cho mấy bé sói này đứng cạnh cạnh nhau đi. Đó, đứng cạnh nhau một xíu nha. Đây, cho hai bé này đứng cạnh nhau. Rồi từ từ mình sẽ kiếm thêm những cái thẻ tên á, rồi đặt tên cho hết mấy con vật mà mình nuôi luôn, từ rồng đến mấy bé sói luôn á. Rồi, wow, nhìn bé rồng lửa của mình thích chưa kìa. Ui, nhìn kìa. Nhìn mắt nó kìa, ngầu chưa. Rồi, coi coi. Mình tin rằng hay sau này bé rồng hoang dã của mình á sẽ nhìn ngầu hơn bé rồng này gấp 2 đến 3 lần, tại vì nhìn kìa. Wow, nhìn cái cánh thôi đã biết là ngầu rồi đó. Còn lâu lâu còn khè mình nữa chứ, mặc dù còn bé nhưng mà rất là nghịch đó nha. Rồi. Mình còn được bao nhiêu ta? Hai khối và một ít kim cương ở đây á. Mình muốn làm thêm cho bé một cái nón quá à. Ok, chắc làm thêm cho ấy bé một cái nón đi chứ. Giờ mình nhiều kim cương mình cũng muốn cho bé đẹp nữa ấy. Đây, làm thêm mấy cái khối đi. Đó, cái nón hình như là công thức như vậy. Đúng luôn, rồi, có cái nón nha. Rồi, đội vào, đội vào. Để coi coi, phải tay không mới được à. Đó, phải tay không và mặc nón vào. Ồ, vậy thì còn ngầu hơn nữa. Mình cứ tưởng cái nón là trùm hết nguyên cái đầu ấy, nhưng mà không ngờ nó chỉ trùm ở phía trên và cái cặp sừng thôi. Wow, cái này là rồng kim cương, còn đằng kia là rồng sắt. Hai bé rồng rồi. Và wow, bé rồng này thì có chở rương được, bé rồng này có không ta? Hình như bé rồng này hình như không có chở rương được hay sao ấy. Hay là đủ đủ tuổi thì mới có thể chở rương được ta? Giờ thì mới có 15 ngày tuổi thôi. Và đây là rồng cái nữa. Ui đang đói kìa. Nó ăn vào không để cho bé này đói được. Nó ra ngoài thì mau đói hơn, cho nên vào trong đây ở đi nha. Rồi lâu lâu cho ra bé ra ngoài hóng gió một xíu, rồi vào trong đây ở, khi nào lớn thì mới cho ra bên ngoài hẳn. Đó, vậy là khá là ổn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi lên quanh khu vực này để tìm thêm mấy con quái để tiêu diệt và tìm thêm vật phẩm để sau này chúng ta còn chế tạo nha. Chủ yếu thì mình tìm những cái con thủy quái á, thì mình có thể chế tạo những cái bộ giáp này nè. Mình rất là muốn khám phá biển nhưng mà phải cần có những bộ giáp này thì mình mới khám phá dễ dàng hơn. Đó, và trời thì ui trời đang tối rồi. Chưa 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 chưa, về nhà ngủ một cái đã. Trời tối đi khám phá là không nên đâu, tối thui à. Rồi.
Và cái này chưa chưa chưa, để mình coi coi. Ui không được, phải đánh. Ui khó đánh lắm. Thôi thôi thôi, tạm thời cho mấy bé này ở trong đó cũng được đi, lỡ mình đánh trúng mấy bé thì khổ nữa. Mình không muốn mấy bé bị dính sát thương đâu. Cái hitbox của nó nhỏ xíu à. Rồi ngủ một cái nhá, rồi sáng thức dậy ra biển khám phá thôi. Ngoài biển ta dậy cũng rất là nguy hiểm luôn. Mình phải mang theo bé rồng nè, chứ không có bé rồng thì chắc mình quánh không có lại. Giáp mình thì mình phải mặc cánh để bay á, cho nên không có đầy được. Và coi coi, ở đây có rất là nhiều mấy con rồng biển á. Nó, à không không, con này không phải rồng biển. Con rồng biển là cái con, nó quánh mấy con vật khác á. Con đó nó hiền khô à, con cá ngựa nó hiền khô à. Đây cá ngựa, à đây 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 đây, giải cứu cá ngựa, giải cứu cá ngựa. Ây da, dám đánh cá ngựa hả? Nướng con rồng biển này luôn. Dám đánh đó, nó còn bay lên trên để đánh mình nữa kìa. Thấy nó hung chưa? Ồ, các bạn thấy nó hung hăng chưa? Wow, dám đánh rồng biển hả? Nướng người luôn. Rồi. Hung hăng. Ây da, nó nhảy lên bờ kìa. Úi xui. Wow, nó hung hăng lắm luôn á. Bay lên. Dám bay lên nướng người luôn nè. Ngõm chưa? Hình như ngõm rồi. Ngõm rồi hả? Rồi tạm thời thì mình sẽ đáp lên đây đi. Tại vì nếu mà bé rồng của mình chạm nước ấy thì sẽ di chuyển đến một nơi ngẫu nhiên. Đó, mình thì không muốn như vậy. Ui, đừng. Đừng nha. đừng. Mình đói rồi. No, bé rồng ơi, đừng có chạm nước. Rồi, bé rồng của mình khi mà chạm nước á sẽ bay đến một ai đây. Ui, bé đi đâu vậy? Rồi, mình lạc mất tiêu bé rồng rồi. Đừng bỏ anh. Đi đâu vậy? Đừng bỏ mà. Bé rồng ơi. À đây, bé rồng đây. Ui, may quá. Mình cứ tưởng lạc mất bé rồng rồi. Ui, đừng mà. Đừng bỏ. Ui, bé rồng ơi. Đây, bé rồng. Cưới. Đây, cho anh cưỡi đi. Cho cưỡi đi. Ui. Ui, đừng. Đừng có chạy nữa. Bình tĩnh. Ui, bình tĩnh đi nào. Bình tĩnh đi. Ui, tự nhiên chạm nước chi. Rồng lửa thì không nên cho chạm nước nha các bạn. Đó, chạm nước xong giờ. Mất kiểm soát rồi. Ui. Gỡ cái khiên này ra coi. Đây không nè. Bé ơi, cho anh lái đi. Mình bay không có lại, rồng bay nhanh quá. Ui, bình tĩnh đi nào. Đáp chưa. Ôi, sợ ghê luôn á. Ui, đừng. Nguy hiểm cực, không nên cho bé rồng này chạm nước. Khổ ải. Ui, đâu vậy. Ngồi xuống. Bình tĩnh. Ôi, làm phe hú dí à. Sợ ghê luôn á, tưởng đâu lạc mất bé rồng này rồi. Rồi, giờ lượn đàng hoàng nè. Để khám phá trên. Ôi, cái chỗ này là chỗ mình ấp rồng băng mà. Chỗ này thì không có dân làng. À, giờ mình sẽ lại đây coi coi mình có thể lấy được cái búa của cái này là của thằng Thor đúng không? Để mình coi coi mình có thể lấy được búa Thor chưa nhá. Lâu lắm rồi, chắc giờ mình cũng mạnh như lắm rồi đó, nhưng mà không biết cho mình lấy chưa. Rồi. Ui, mình vẫn chưa đủ sức mạnh rồi. Mình không biết sức mạnh này là mình cần phải cày level hay là phải đánh con boss nào trong đây ta. Cũng chưa rõ nữa. Thì mình sẽ thường xuyên lại đây kiểm tra coi. Và không biết cái búa đó có sức mạnh gì nữa. Mình nghĩ sẽ có sức mạnh chưa hồi sấm sét á. Và đây có mấy cái con chim gì nè. Không biết mình có thuần phục mấy con chim này được không ta. Chưa. Để mình coi coi nó đáp xuống, cái mình sẽ cưỡi nó thử nha. Ồ, có vẻ mình cưỡi nó không được. Và khi mình quánh nó chắc chắn thì nó sẽ đánh lại mình, cho nên tốt nhất là không nên đụng vô nó đâu. Trong thời gian này thì khám phá dọc bờ biển coi. Dọc bờ biển vẫn là những cái quả trứng thôi à. Và bay cao cao một xíu nha, tại vì ở trên mặt nước á, lâu lâu sẽ gặp những cái con tiên cá giả mạo. Mình không... Ui, con rồng nước siêu to luôn kìa. Rồng nước siêu to. Ui, nó bự chứ kìa. Ui, bự thực sự luôn. Rồng nước hả? Nướng rồng nước luôn nè. Con này chắc rơi ra nhiều đồ lắm.
nướng rồng nước nha. Rồng nước mình chỉ cần ở trên khè lửa thôi. Rồng nước mình đánh trực diện thì chắc chắn là đánh không lại rồi. À, nó đã ngõm rồi đó. Giờ cho bé rồng này vào trong đây đi. Đó, đây là biện pháp an toàn. Ngồi xuống nào anh bạn. Đó, ngoan nha. Anh này nghịch ghê luôn á, đúng là rồng lửa mà, nghịch ngợm. Rồi, xuống đây coi. À, coi đồ nó rơi chỗ nào ta. À, đây nè, những cái vải của nó nè. Coi coi có những cái nanh không. Ồ, có nanh luôn. Vậy, phải vậy chứ. Rồi, giờ thì bay lên trên nào. Và kiểm tra coi. À, nó cho mình 10 cái nanh và 15 cái vải. Wow, rất là tuyệt. Rồi, giờ mình sẽ cưỡi bé rồng đi khám phá tiếp cái vùng biển này. Tay không mới được. Đây, cưỡi lên. Rồi, đi tiếp nào. Và đây còn rất là nhiều quả trứng nè. Sắp tới mình muốn ấp cái trứng là hệ gì á, thì mình chỉ cần lại đây và đem về và chuyển hệ thôi. Gần đây có vẻ khá là khó đi tìm mấy ngôi làng á. Gần đây chủ yếu là những cái đảo nhỏ à. Ok, chắc bây giờ quay về thôi. Trên đường về gặp những cái con rồng biển thì đánh tiếp. Cho mấy cái vải để chế đồ biển ấy. Có đồ biển thì mình sẽ mặc khi nào mà khám phá những vùng biển nhá. Và mình đang rất là cố gắng tìm cái thủy cung. Tại vì không biết thủy cung có rồng thủy cung không nữa ta. Có rồng thủy cung để giao chiến với nó chắc là hay lắm. Rồi, ở đây là vùng đất liền. Và vùng đất liền thì có cừu không à. Phải chi gặp mấy cái con rồng hoang dã khác nha. Lâu rồi chưa đánh nhau với mấy con đó. Rồi, bay về nhà thôi. Khu này thì chỉ toàn là cừu thôi hả. Tính ra mấy cái con mà rồng biển á cũng khá là khó gặp á. Lâu lâu mình mới gặp thôi. Né mấy cái nàng tiên cá giả mạo ra. Lười đánh với mấy tên đó lắm. Toàn đánh hồi đồng mình không à. Chơi vậy đâu có công bằng với người ta. Rồi. Ui, người cũng tắm biển nữa kìa. Wow, hai tên này dám dắt nhau ra biển tắm ha. Ghen lắm. Rồi về nhà coi quả trứng rồng mình như thế nào rồi. Nãy giờ đi chơi hơi bị lâu rồi đó. Rồi cho bé rồng này ngồi ở đây nhá. Ngoan, ngồi vậy đi ngoan đi. Chứ chạy như nãy là phe hú dí hả. Rồi. Ui. Mình quên một thao tác rất là quan trọng là kích hoạt quả trứng rồng. Ui, thao nào nãy giờ không thấy tia sáng xuất hiện. Ủa có mà. À, quả trứng rồng xanh lai thì khác với mấy quả trứng rồng khác là các bạn nhìn trên đỉnh của quả trứng kìa, nó đang chớp giống như cái đèn led rồi đó. Oh, cái này chắc sắp nở rồi. Vậy mình tin rằng không bao lâu nữa thì quả trứng rồng này sẽ nở ra một bé rồng xanh lai. Và coi mình sẽ hy vọng là rồng đực nha, tại vì mình chỉ thích rồng đực thôi à. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Và hy vọng video sau thì quả trứng rồng này sẽ nở và cho mình một bé rồng xanh lai đực. Còn bây giờ thì bye bye.